Nghiện tiêm dầu khoáng vào cơ bắp để giống người khổng lồ xanh. Vandy Segato, 48 tuổi, một công nhân xây dựng ở Sao Paulo, Brazil, bắt đầu tiêm hỗn hợp có khả năng gây chết người vào cơ thể từ 5 năm trước để tăng kích thước cơ bắp. Thông tin theo The Mirror cho biết như vậy. Segato rất tự hào khi được người dân địa phương gọi là hemen người mạnh nhất vũ trụ, nhân vật trong loạt truyện tranh hoạt hình cùng tên và quái vật đường phố. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, Segato cho biết. Người ta gọi tôi là Hulk, tức là tên của người khổng lồ xanh. Hemen, Schwarzenegger và tôi thích thế. Bắp tay của tôi đã tăng gấp đôi kích thước lên 60cm nhưng tôi vẫn muốn to hơn. Hồi nhỏ, ông từng nghiện ma túy và có thân hình gầy gò nên thường bị chế giễu. Ông cho biết tôi từng nghiện ngập, sụt cân vì không ăn uống gì, người tôi gầy nhẳng và bị gọi là sọ nhỏ. Vì thế, tôi quyết tâm thay đổi cuộc đời. Shigato bắt đầu tập thể hình và sử dụng sinh thôn, hỗn hợp dầu khoáng và cồn để kích thích cửa bắp. Segato thường xuyên tiêm hỗn hợp này vào bắp tay, ngực và vai, bất chấp hậu quả có thể gây chết người của nó. Trọng lượng của Segato đã tăng từ 55 kg lên 80 kg. Ông biết xin thôn làm cơ bắp bị sưng chứ không hề có tác dụng tăng cường sức mạnh. Ông từng phải vào viện vì tiêm quá liều. Bác sĩ cảnh báo nên ngừng sử dụng nhưng Segato bị ám ảnh với việc tăng cường cơ bắp nên vẫn tiếp tục tiêm sinh thôn. Fernando Cavanho da Silva, một công nhân xây dựng, bạn của Segato cho biết Tôi cho rằng việc tiêm dầu vào tay thật ngu xuẩn, tôi muốn bảo anh ấy dừng tiêm nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy thích như thế, chấp nhận rủi ro để có vẻ ngoài bắt mắt và trở nên nổi tiếng. Segato muốn tăng kích thước bắp tay thêm 10 cm nữa và hy vọng sẽ trở thành người nổi tiếng. Ông cho biết, tôi ước mơ làm nên sự nghiệp từ cơ bắp của mình, tôi không hối tiếc điều gì, tôi thường ngắm mình trong gương và thấy vui vẻ. <laughs>